7 giờ sáng ngày 22 tháng 3 năm 2014, người dân thuộc xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long bàng hoàng hay tin về vụ án mạng nghiêm trọng tại một ngôi nhà không số tại địa phương. Nạn nhân cũng chính là chủ nhà, tên Nguyễn Hữu Quang, 33 tuổi, làm nghề bán vé số. Trên người có một số cái dấu vết chảy xước, dùng cái hung khí để tước đoạt đi sinh mạng của người khác, thể hiện là có cái sự xô xát. Qua tìm hiểu thông tin từ quần chúng nhân dân, được biết bị hại Quang là người hiền lành, có mối quan hệ quen biết rộng rãi và trước giờ chưa từng làm mất lòng ai. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, lực lượng điều tra công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng vào cuộc. Tại hiện trường, nơi phát hiện thi thể nạn nhân, đồ ăn vương vãi, vé số và một số vật dụng bị hất ngổn ngang, cùng thức uống có mùi cồn khá nặng. Trên tường lưu giữ nhiều vết máu kèm theo dấu vân tay chưa xác định được là của ai. Đồng thời, nạn nhân được xác định đã chết trước đó khoảng 12 giờ đồng hồ. Qua công tác khám nghiệm tử thi thì xác định trên cái tử thi thì có nhiều từ vùng đầu đến vùng ngực bụng, có nhiều cái vết đa chấn thương phần mềm. Cái định hướng cho cái hoạt động điều tra là có khả năng đối tượng đã thực hiện hành vi giết người và xong đó là cướp tài sản của nạn nhân. Cùng với chiếc mũ lưỡi trai để lại tại đây, cán bộ điều tra nghi ngờ chủ nhân của nó có thể là người đã có mặt trong cuộc nhậu cùng nạn nhân. Vậy, người đó là ai? Có liên quan gì đến cái chết của bị hại Nguyễn Hữu Quang hay không? Từ những nhận định ban đầu của vụ án, ban chuyên án ngay lập tức được thành lập dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Văn Dân, trưởng phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long. Tại cuộc họp, ban lãnh đạo đã thống nhất các lập luận đã được đề ra, đồng thời nhanh chóng phân công lực lượng tìm hiểu các mối quan hệ thường ngày của nạn nhân, từ đó khoanh vùng các đối tượng có liên quan. Phân công hai cái tổ công tác, một tổ là gà sót ở địa bàn các huyện Vũng Liêm. Để tìm hiểu cụ thể về đời tư của nạn nhân, ngay sau cuộc họp, trinh sát đã có buổi làm việc với chị Mai Thị Nhâm, vợ của bị hại Quang. Chị Nhâm cho biết anh Quang làm nghề bán vé số dạo đã gần 7 năm nay. Vốn tính cởi mở, tốt bụng nên anh được lòng rất nhiều người. Hơn nữa, do tính chất công việc nên anh Quang thường xuyên giao thiệp với nhiều thành phần khác nhau. Điều này cũng đã gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình khoanh vùng đối tượng. Cũng theo lời chị Nhâm, địa điểm mà chồng chị thường xuyên lui tới bán vé số là một quán cà phê sinh thái tại địa phương. Từ thông tin đó, lực lượng điều tra tiếp tục cày cắm trinh sát tới quán để dò la thông tin. Qua tìm hiểu, chị Đặng Thị Hồng, chủ quán cà phê cho hay, phần lớn thời gian trong ngày, bị hại Quang thường lui tới đây để bán vé số. Tại đây, anh có quen biết và nói chuyện thường xuyên với một số người đàn ông là khách hàng của quán. Tuy nhiên, nạn nhân chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì với bất kỳ ai. Cùng lúc đó, cán bộ điều tra nhận được nguồn tin đắt giá từ ông Năm, một người hàng xóm của nạn nhân. Ông Năm kể lại, vào khoảng 15 giờ chiều ngày hôm đó, ông có vô tình đi ngang nhà nạn nhân và bắt gặp anh này đang ngồi nhậu với một người chạy xe ôm tên là Vinh. Theo mô tả của ông Năm, lúc đó Vinh có đội một chiếc mũ lưỡi trai màu nâu đỏ. Chiếc mũ đó cũng chính là vật chứng đáng ngờ thu được tại hiện trường trước đó. Từ nguồn tin quan trọng đó, lực lượng điều tra đã nhanh chóng tìm gặp đối tượng Bùi Văn Vinh để tra hỏi vì nghi ngờ anh ta có liên quan tới vụ án. Tại nhà của mình, đối tượng này một mực cho rằng chiếc mũ được tìm thấy tại hiện trường không phải là của hắn ta. Đồng thời, y khẳng định chiều hôm đó,
hắn chở một vị khách lên huyện và không hề gặp nạn nhân Quang. Lời khai của đối tượng Vinh hoàn toàn mâu thuẫn với lời kể của ông Năm. Vậy phải chăng ông Năm nhầm lẫn hoặc cố tình vu khống cho Bùi Văn Vinh vì một lý do riêng nào đó? Hay chính đối tượng Vinh đã khai sai sự thật, hòng che giấu tội lỗi của mình? Mình đã tìm tới đối tượng thì đối tượng đã lúng túng và có cái hành động ban đầu là quanh co, chối tội, nói là không biết, chỉ có nhậu chung với nạn nhân vậy thôi, sau đó thì về chứ nạn nhân đi đâu, làm gì thì đối tượng này là không biết, rồi ai giết thì đối tượng cũng không biết. Trước sự mâu thuẫn đó, cán bộ điều tra cần thêm thời gian để xác minh sự thật. Trong khi đó, đã 48 giờ đồng hồ trôi qua, dư luận vẫn tiếp tục dậy sóng khi cái chết của bị hại Quang vẫn chưa được làm rõ nguyên nhân. Áp lực lại càng đè nặng lên vai của các cán bộ điều tra khi các chứng cứ thu thập được dường như còn quá mờ nhạt. Mỗi phút giây trôi đi là lúc sự hoang mang, lo lắng trong lòng người dân lại càng nhân thêm, bởi kẻ sát nhân vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Điều này càng thôi thúc các cán bộ điều tra cùng nêu cao quyết tâm đi tìm sự thật để sớm đòi lại công bằng cho người bị hại, trả lại bình yên cho mảnh đất nơi đây. Tại phòng kỹ thuật hình sự thuộc phòng BC54 Công an tỉnh Vĩnh Long, giám định pháp y đã nhanh chóng cho ra kết quả. Những vết máu để lại trên tường nhà chính là máu của bị hại Quang, nhưng dấu vân tay in trên đó lại không phải của anh. Có khả năng đây là dấu vân tay của hung thủ để lại. Tuy nhiên, dấu vân tay này lại không hiện hữu trong hồ sơ của đội tàng thư chứng minh nhân dân tại đây. Kết quả này cho thấy hung thủ chắc chắn không có hộ khẩu lưu trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Mà không xác định được lai lịch của một người thì không biết người đó là ai, thì mình không thể nào tìm được cái định hướng, được cái chi tìm được cái người này được. Từ những lập luận có được, lãnh đạo ban chuyên án đã mở rộng phạm vi điều tra, điện báo cho công an các tỉnh lân cận gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre cùng hợp tác truy tìm tung tích hung thủ. Cùng lúc đó, chị Đặng Thị Hồng còn cho biết thêm, thời gian gần đây có một người đàn ông ở nơi khác tới địa phương làm thuê. Người này tên Nguyễn Văn Lãnh, thường xuyên lui tới quán nghỉ ngơi, uống nước và có kết giao với nạn nhân Nguyễn Hữu Quang. Tuy nhiên, hai ngày gần đây không thấy anh ta ghé đến đây. Đối tượng này ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Anh này thì ảnh có một cái người vợ cùng đi làm nghề hái dừa thuê với ảnh, thì cũng ở tạm trú tại địa phương của xã Phú Thịnh, nhưng khi vụ án xảy ra thì ảnh và vợ ảnh đều biến mất. Cán bộ điều tra tiếp tục thu thập được một thông tin quan trọng khác từ một người phụ nữ tên Mai. Người này kể, chiều hôm đó cô có việc cần lên huyện gấp. Biết đến Bùi Văn Vinh làm nghề chạy xe ôm đã lâu nên cô đã gọi điện thoại yêu cầu đối tượng này chở đi. Tuy nhiên, thấy anh ta chạy tới với bộ dạng say mềm nên Mai đã từ chối không đi nữa. Thông tin này phần nào đã tố cáo lời khai của đối tượng Vinh là gian trá. Phải chăng hắn ta mới chính là hung thủ của vụ án? Khi đã có đủ những thông tin cụ thể về đối tượng Vinh qua lời kể của nhân chứng Mai, tổ điều tra càng cương quyết đấu tranh với đối tượng này. Trước những câu hỏi sắc bén của cán bộ điều tra, tên này mới chịu thuật lại toàn bộ sự thật. Hắn cho rằng, đúng như mọi lời kể của ông Năm, chiều hôm đó, hắn và nạn nhân có ngồi nhậu với nhau. Tuy nhiên, hắn đã liền rời đi khi có khách gọi và vô tình để quên chiếc mũ màu nâu đỏ tại hiện trường. Ngay sau khi bị khách từ chối, hắn quay về nhà ngủ và không hề hay biết về những chuyện sau đó. Giải thích về nguyên nhân không nhận là chủ nhân của chiếc mũ được tìm thấy tại hiện trường, tên này cho rằng vì quá sợ liên quan đến vụ án, sợ nghi ngờ là kẻ sát nhân nên y mới phải giấu kín mọi chuyện. Trước thái độ thành khẩn, có hộ khẩu thường trú và lý lịch nhân thân tại địa phương rõ ràng, cùng với việc dấu vân tay không trùng khớp với dấu vết để lại trên tường, đối tượng Vinh có khả năng không liên quan đến cái chết của nạn nhân Quang. Như vậy, đối tượng tình nghi số 1 ngay từ đầu đã bị loại bỏ. Trong khi đó, ban lãnh đạo chuyên án truyền lệnh
tập trung truy tìm hung thủ theo hướng các đối tượng không là người trong tỉnh và đối tượng Nguyễn Văn Lãnh thuộc dạng nghi vấn đầu tiên vào lúc này. Tìm hiểu, nắm tình hình ở quần chúng nhân dân để từ quần chúng nhân dân cung cấp mà mình mới tìm được một số cái thông tin, góp nhặt được những cái thông tin dù là nhỏ nhất để mà mình dựng ra được cái hình ảnh, được cái nhân thân được của đối tượng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã truy tìm được nơi ở của đối tượng Lãnh thuộc huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre và tìm tới nhà làm việc. Tuy nhiên, với thái độ sợ hãi như đang che giấu chuyện gì, vợ đối tượng này cho biết chồng mình hiện không có mặt ở nhà. Với sự dày dặn kinh nghiệm của các cán bộ điều tra, mọi chi tiết nhỏ cũng không thể nào qua mắt được khi đối tượng này đang cố tình né tránh. Kết hợp với lực lượng công an tỉnh Bến Tre, cuộc truy đuổi đối tượng này bắt đầu. Thái độ ngoan cố bỏ trốn của đối tượng Lãnh gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, cái ác ắt phải bị trả giá. Đối tượng này đã bị tóm gọn. Biết không thì trốn tội, tên này đã thành thật khai báo. Thì đó là cũng nhờ sự tích cực của hợp tác tốt của công an huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc cũng như là quần chúng nhân dân. Thì quá trình khi chúng tôi mời anh này về cơ quan điều tra làm việc, thì quá trình điều tra khai thác cũng vận động thuyết phục, thì anh Phương này cũng đã khai nhận hành vi phạm tội là do mâu thuẫn nhất thời. Đối tượng và nạn nhân Nguyễn Hữu Quang mới kết thân với nhau được gần một tháng tại quán cà phê mà cả hai thường hay lui tới. Chiều ngày hôm đó, nghe bị hại Quang gọi điện thoại rủ rê nhậu nhẹt, nên hắn liền tới nhà nạn nhân. Lúc này, chủ nhà đã khá say vì đã nhậu với Bùi Văn Vinh trước đó. Trong lúc nhậu, Lãnh có trách móc chuyện bị hại Quang không cho mình mượn tiền. Cả hai lời qua tiếng lại một hồi lâu. Giờ mượn tiền ông 2 triệu á, còn nay cho tôi mượn được không? Tiền tôi còn, mà tôi cho mày mượn á. Sao tôi đóng tiền nhà được, cuối tháng là tới tiền nhà trọ rồi, tôi còn có 2 triệu mấy à? Gì vậy? Không ông không? Đó, anh em giờ hứa bữa hứa nay là kêu tôi qua nhậu rồi cho tôi mượn mấy đồng. Đó, giờ tới nhà anh ông kêu là đóng tiền trọ. Anh em sống kêu kìa cậu. Thì tao biết tao hứa mày tao cho mượn 3 triệu nhưng mà. Đó, giờ có tiền á, anh có tiền cho tao mượn, không có thôi dẹp đi. Anh em gì hết á. Thôi mày ngày mai đi. Nói tôi mượn coi. Cái gì vậy? Qua đây mình cũng thấy rằng người dân cũng hết sức cảnh giác đối với cái tất cả các mối quan hệ ở địa phương cũng như các nơi khác đến, để làm sao đó giáo dục nhắc nhở con em của mình cũng như quần chúng nhân dân ở địa phương nên có cái trách nhiệm cao để làm sao đó hạn chế cái vấn đề có cái mối quan hệ cũng như là cái tình cảm riêng tư mà tránh cái tình trạng xảy ra hậu quả. Chỉ vì quá vội vàng trong việc lựa chọn bạn để kết thân, quá tin tưởng vào người lạ, để rồi nhận lấy cái kết thật đau đớn. Giá như bị hại Quang tỉnh táo tìm hiểu kỹ về tên sát nhân Nguyễn Văn Lãnh này, đừng hứa hẹn chuyện tiền nong với hắn ta, thì mọi chuyện bi thương đã không phải diễn ra. Những bí mật trong cuốn nhật ký đều bị xé nát. Một cái chết bí ẩn của cô gái tật nguyền. Ai là người đánh cắp cuốn nhật ký? Một cuộc đấu trí đầy cam go giữa thiện và ác. Mời quý vị và các bạn đón xem câu chuyện cảnh sát cuốn nhật ký bí ẩn, phát sóng vào 11 giờ ngày 2 tháng 9 trên HTV9.